Lần đầu đi cầu thang mà tự đi sàn runway mọi người ạ. Chả là hôm nay tôi lên công trình của HT Con tại Nguyễn Cơ Thạch, thấy cái cầu thang đẹp quá nên quay lại cho mọi người xem. Hệ thống chiếu sáng được gắn với mỗi bậc và được bật sáng theo chuyển động của bước đi. Cầu thang thế này không những tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn giúp gia chủ xua tan mệt mỏi mỗi khi leo cầu thang mọi người ạ. HT Con xây dựng bằng lương tâm và tri thức.